Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Plan vs Zombie. Ok, giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Chơi chế độ sinh tồn Survival. Ok. Sẽ mua cây Winter Melon. Ok, vào thôi. Chỉ mua một hàng này nhá, mua đúng một hàng duy nhất, không mua nhiều các bạn. Ok, giờ mình sẽ cho cây to lên và tất cả zombie ra. Bằng này có lẽ là quá đủ rồi các bạn. Du bia ra. Rồi, chỉ chưa một hàng duy nhất thôi. Không may mình cũng kệ nó thôi. Lét xong. Ôi, đã giao 7, giao 8 rồi kìa. Cho gần zombie lại. Ôi, quá đông rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ mua lại những cây này. Và rồi là sẽ bị ít. Mua lại chữ Winter Melon. Chúng ta đến giao 7, giao 6 là được rồi. Đợi giao 9. Rồi, thế là viên phải tắt ra đi nữa. Ok. Cùng chờ đón xem mình nào non này có thể đem được một bia không? Bia nó vào ăn ao ở kia, nó nhảy sập chiếm nhà. Ồ, một xe đã tiêu diệt hết cả một hàng rồi. Ồ, hai xe. Thằng này không hiểu sao zombie chết được. À, do bắn kiểu đạn trùng đó. Nó bị lan ra. Quy lực của đạn dưa hấu này. Khỏe. Chế độ khác thử xem nào. Chế độ buổi tối này đi. Vẫn là Winter Melon, nhưng mà sẽ chơi hai hàng.
chết chùm nó không? Ok, giờ tôi cho tất cả zombie ra. Đấy, còn cái nắm con mắt to này chưa kịp nổ kìa bạn. Sẽ một cái gặm mộ này. Ok, quá nhiều mộ luôn. À, còn bóng bay mình sẽ lại mua quả ba lá này. Và cây xương rồng kia để hạ gục nó đây. Sẽ mua những con này tiếp. Sức này như thế nào? Chúng Beto attack. Okay. Uầy, con cột hàng này nó hàng qua đến đây rồi. Vậy hai con solo cầu nhau luôn kìa. Còn hàng dưới này nó sẽ cho tất cả zombie ra. Ra cuối cùng, ra 9. Nó như ra này toàn có bóng bay thôi. Okay. 5 hàng toàn bóng bay. Sử dụng cỏ 3 lá, thối ra hết luôn. Ok. Xem, một con lẻ đã chơi quả chiếc đi đỏ này. Đây, các chế độ survival mình đều chiến thắng hết rồi. Ok. Rồi mình xin dừng clip ở đây.
Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy hay hãy để lại một like, một subscribe nha.